1. Các bạn bật đèn xi nhan trái tại nơi vạch xuất phát khi nhận được tín hiệu từ phòng điều khiển và trong xe phát lệnh xuất phát. Khi các bạn vượt qua vạch xuất phát không bật đèn xi nhan hoặc sau khi vượt qua vạch xuất phát quá 5m không tắt đèn xi nhan thì bạn sẽ bị trừ 5 điểm. Nếu quá 20 giây xe không vượt qua vạch xuất phát, các bạn sẽ bị trừ 5 điểm. Và nếu quá 30 giây xe không vượt qua vạch xuất phát thì các bạn sẽ bị loại. Bạn sẽ bị truất quyền thi nếu quá 10 giây kể từ khi có lệnh xuất phát, đèn xanh trên xe bật sáng không đi qua vạch xuất phát.